Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Suzuki CSX S1000 CT 2022 chính thức ra mắt thị trường. Sau khi nhà Suzuki giới thiệu phiên bản là CSX S1000 2022 hoàn toàn mới vào đầu năm 2021, với những cái fan hâm mộ trên toàn giới đã không khỏi bất ngờ về cái sự thay đổi về mặt thiết kế của hãng xe Nhật trong một thời gian vừa qua. Và hiện nay Suzuki tiếp tục làm sôi động thị trường phân khối lớn khi công bố phiên bản là CSX S1000 CT 2022 hoàn toàn mới. Một phiên bản là Sport Touring với diện mạo cốc cạnh hiện đại, không kém gì cái dòng mặt nước bay vừa được ra mắt trước đó. Suzuki CSX S1000 CT 2022 sẽ là một cái lựa chọn đáng hoan nghênh trên những ai đang tìm kiếm một cái mẫu mô tô thể thao có bọc ngoại hình rất giống như cái chiếc Sport Bike, thay vì có xu hướng là cái dòng Adventure như gần đây. Đối với cái hộp cạnh tranh nặng ký nhất của cái chiếc CSX S1000 CT 2022, có lẽ kể đến như những chiếc Kawasaki Ninja 1000FX. Suzuki ấn định mức giá bán của chiếc CSX S1000 CT 2022 ra giờ khoảng là 11.599 bảng Anh, tương đương khoảng là 360 triệu Việt Nam đồng. Trong khi độ đăng ký là Kawasaki Ninja 1000FX thì có mức giá là 11.299 bảng Anh, tương đương gần khoảng là 350 triệu đồng. Suzuki đang cải thiện cái tính khí động học của phiên bản CSX S1000 CT 2022 thông qua thử nghiệm cái đường hầm gió trong việc phát triển hệ thống cái chắn gió, cái kính gió và gương. Cái tấm kính gió phân lớp giúp cho chuyển hướng cái luồng không khí xung quanh người lái, trong khi một cái tấm che giá đỡ cái phục thấp hơn và lớn hơn và chúng ta đang thấy, và được thiết kế thêm vào để làm lệch cái hướng gió, tránh thổi ngược lên phía trước màn hình TT. Cái kính gió được thiết kế cái dạng là tối đa hóa khả năng chắn gió, trong khi vẫn là tương đối nhỏ gọn. Còn cái gương hậu cũng được thiết kế để cắt xuyên qua cái không khí, đồng thời giảm luôn cái lực cản không khí tác động vào các cái khớp ngón tay của người lái. Suzuki CSX S1000 CT 2022 ở dụng cho mình đèn LED là monorail mỏng nằm ở phía trên đèn pha, tương tự cái cụm đèn hậu và đèn xi nhan trước sau đều là công đèn LED. Cái chiếc CSX S1000 CT 2022 nhận được nhiều tính năng tương tự của phiên bản là CSX S1000 2022 vừa mới ra mắt, bao gồm hệ thống động cơ lực 4 xăng thẳng hàng 999cc lấy từ cái chiếc CSX R thời trước. Suzuki chưa công bố cái số liệu hiệu suất tại trường Bắc Mỹ, nhưng tại trường châu Âu, Suzuki đã tuyên bố có công suất là 150 mã lực, tại ngưỡng mô tô là 10.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 105 Nm, tại ngưỡng mô tô là 9.205 vòng trên phút, cũng rất giống như cái chiếc CSX S1000 vừa mới ra mắt. CSX S1000 CT 2022 được trang bị cho mình một hệ thống hỗ trợ ly hợp của nhà Suzuki, viết tắt là SCAS. Trong khi chiếc xe cũng được trang bị sáng nhanh 2 chiều của shifter, bao gồm thêm cái nhiều chế độ lái có được lựa chọn. Hệ thống kiểm soát kéo 5 chế độ Cruise Off đi cùng với kiểm soát hành trình. Ngoài ra còn đi kèm với một hệ thống Low RPM Assist System để ngăn chặn tình trạng là tắt máy khi đang ở tốc độ động cơ thấp. Một hệ thống hỗ trợ khởi động nhằm giúp khởi động động cơ mà không cần phải bóp con ở cái số N. Tất cả nhiều tính năng điện tử được hiển thị qua cái màn hình TFT LCD 6.5 inch lần đầu tiên áp dụng của nhà Suzuki. Đối với cái bề mặt chống xước và một cái lớp phủ chống phản chiếu để cải thiện cái khả năng hiển thị. Cái chiếc Suzuki CSX S1000 CT 2022 cũng được cung cấp kết nối điện thoại thông minh qua một ứng dụng là SmartSpin của nhà Suzuki. Thiết kế phần khung nhôm kép cũng tương tự như cái chiếc CSX S1000 2022, nhưng phiên bản là CSX S1000 CT 2022 là có cái khung phụ dài hơn để nâng đỡ hành lý và người ngồi sau tốt hơn. Cái mẫu xe mới này còn có trùng chiều cao yên là 810m so với cái chiếc là CSX S1000, nhưng cái phần yên dài hơn và dày hơn để tối ưu hóa cái sự thoải mái, đồng thời cho phép người lái có thể tự do di chuyển. CSX S1000 CT 2022 sở chứng minh cái dung tích bình xăng 18 lít giống như cái chiếc CSX S1000, cái trọng lượng là 225 kg,
không có hành lý, tức là nặng hơn 11kg nếu so với chiếc Cedric S1000 và hơn 10kg so với cái trọng lượng của chiếc Cedric S1000S. Suzuki Cedric S1000 CT 2022 còn có một tư thế ngồi thẳng đứng hơn nếu so với phiên bản là CSX S1000F, với phần tay lái được di chuyển gần hơn 15mm về phía trước người lái và cách xa hơn là 22mm. Tay lái được gắn cao su và các chân cũng được bọc cao su để giảm rung lắc và cải thiện cái sự thoải mái. Còn ở phía trước, cái mẫu xe mới này được trang bị cho mình cái vụt hành trình ngược 43m của cây dây ba có được điều chỉnh hoàn toàn. Hệ thống keo sau ngồi sóc kiểu liên kết có được điều chỉnh, trong khi phanh trước của Rainbow 4X đi cùng cái đĩa là 310. Cái phanh sau đến từ hãng Nissin 1X, phanh ABS làm tiêu chuẩn, mâm nhôm đúc 6 chấu đi kèm với một cái cặp lốp Dunlop Sportback Robot 2 được thiết kế riêng cho nhà Suzuki. Suzuki CX S1000 CT 2022 sẽ được cung cấp với những lựa chọn màu như màu xanh Bedis Roblex Deep Blue hoặc cam màu đen Lasbach Complex. Cảm ơn các bạn đã biết nhận được kịp tiếp, nhấn like, subscribe.